Trên 85% số người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe tại trạm y tế. Mục tiêu này được thành phố Lào Cai đề ra trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2024. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu 64% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần, cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe cho 40% người cao tuổi. 90% số người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc, được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình và cộng đồng. Có ít nhất 3 xã phường đạt tiêu chí môi trường thân thiện với người cao tuổi. Để thực hiện các mục tiêu này, giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh truyền thông về quyền, nghĩa vụ, lợi ích của chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Củng cố phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho người cao tuổi. Phát triển phong trào văn hóa thể thao phù hợp với người cao tuổi.